con người mình nó khỏe và nó thuận với vũ trụ. Đằng này sáng ra mình tập trung, mình làm việc dữ quá, căng thẳng quá, quên, không uống nước. Thành ra máu huyết nó không có lưu chuyển được, thiếu dưỡng khí thì cái đầu của mình nó lại càng mờ mịt hơn, và mình càng mau quên hơn, càng căng thẳng hơn. Thì như vậy chất độc nó ra nhiều hơn và nó không thải ra được. Mà không thải ra được thì cái chất độc đó nó lại làm cho mình bị mờ mịt nhiều hơn nữa. Tức là mình đi vào cái tổn hại trong cái thời điểm ban ngày. Chiều về nó thiếu nước, và nó bắt buộc phải thải ra những chất độc, thì lúc đó nó bắt mình uống nước vào. Và khi mình uống nước buổi chiều thì nó sẽ bắt mình, thứ nhất là trời âm, trời chiều thì nước vào nó âm, nó làm cho người mình dễ mệt mỏi, dễ lạnh, dễ nhức. Và khi mình uống nước buổi chiều thì tối mình đi tiểu, thì mình đi tiểu bên đêm thì mình sẽ không ngủ được. Thành ra nó làm cho mình lại căng thẳng, mệt mỏi và đau nhức. Thành ra chúng ta thấy cũng 2 lít nước mà mình uống trật giờ, uống trật giờ, uống trật cách, thì nó cũng không có đem lại được cái gì lại lạc cả. Thành ra cái mà chúng ta đến đây học là để mình tập nhận diện, tập lắng nghe, tập hợp tác với chính tự thân mình. Và mình phải có cái quyền làm chủ, mình phải có cái quyền giám sát, mình phải có cái sự hợp tác với nó, chứ mình không bị lệ thuộc vào bên ngoài. Bên ngoài chỉ là cái hỗ trợ, cái đề nghị cho mình thôi. Nhưng mà mình phải là cái người tập lắng nghe, tập quan sát, tập để ý, theo dõi và hợp tác với chính con người của mình. Thì như vậy nó mới đem lại được cái lợi lạc thiết thực cho chúng ta bây giờ và mai sau. Thành ra chúng ta về, chúng ta phải xem lại hết, từ chế độ ăn uống cho đến chế độ sinh hoạt, cho đến chế độ làm việc. Thậm chí như cũng cái chế độ ăn uống, cũng bao nhiêu đó thức ăn, nhưng mà cái nghệ thuật ăn không đúng, mình nhai chậm, nhai kỹ, nhai lâu, nó sẽ khác với mình nhai nhanh, mình nuốt lẹ. Đối với những người nhai chậm, nhai kỹ, nhai lâu thì mình sẽ uống ít nước hơn, và cái nước đó nó sẽ lưu chuyển, nó recycle lại. Thì như vậy cái sự đào thải ra nó sẽ ít hơn, nó sẽ đỡ hao tốn năng lượng hơn, nó sẽ không làm tổn hại tinh thần. Nhưng mà ngược lại, cái người mà ăn nhanh, ăn nhanh, nuốt lẹ, uống nhiều, thì lúc đó nó sẽ làm cho mình hao tổn năng lượng nhiều hơn và tổn hại tinh, gan, thận, phổi, đường ruột của mình nhiều hơn. Đó. Thành ra cũng y chang một chế độ ăn, nhưng mà cái nghệ thuật ăn khác nhau. Thì như vậy cái ảnh hưởng đến cơ thể mình nó cũng hoàn toàn khác nhau. Thành ra một lần nữa, tức là chúng ta phải tập lắng nghe, quan sát, để ý và hợp tác, và trở về làm chủ chính mình. Bạch thầy, con có 4 câu hỏi. Thứ nhất, tiểu vũ trụ kết nối với đại vũ trụ bằng cách nào? Cái này hồi nãy hồi chiều chúng tôi đã giải thích với đại chúng rồi, tức là cái nguyên tắc bình thông nhau là một cái nguyên tắc tự nhiên. Nguyên tắc bình thông nhau là nguyên tắc tự nhiên. Thì con người của chúng ta với tất cả mọi pháp trong vũ trụ nó đều kết nối với nhau một cách rất là tự nhiên, một cách tất yếu. Nhưng mà cái sự giao lưu, cái sự thông, truyền thông nó có được hay không là do chúng ta có biết điều khiển những cái cánh cửa, những cái van đóng mở hợp lý hay không mà thôi. Còn sự kết nối nó là tất nhiên, nó là tất nhiên. Tại vì chúng ta từ đó mà ra, rồi chúng ta cũng sẽ trở về đó. Thành ra cái sự kết nối trên cái nguyên tắc bình thông nhau là tất nhiên. Đó cũng là cái nguyên tắc của Kinh Hoa Nghiêm, tức là tất cả các pháp do duyên sanh. Cái thứ hai là ăn thứ gì để tránh loãng xương. Thì cái này nó có, không phải là ăn không mà chúng ta phải biết phòng nữa. Thì cái loãng xương này mình sẽ có 2 cái điểm chính. Cái thứ nhất là cái calcium, tức là gì?
tức là những cái viên gạch, những cái viên gạch để nó xây dựng. Thì như vậy, ở trong này quý vị thấy cái này là cái danh sách từ cao xuống thấp, dĩ nhiên tính theo cái serving size, tức là cái liều, cái lượng mình tiêu thụ trong một cái serving, tức là một cái tiêu chuẩn căn bản. Thì như vậy cái hàm lượng mà có nhiều cao xuống nhất là cái tảo, tất cả những cái rong biển. À, rong biển là cái có nhiều calcium nhất, mà đặc biệt nó không phải chỉ có calcium không thôi, mà nó có rất nhiều cái muối khoáng và khoáng vi lượng. À, nội cái muối biển của mình không thôi, một cái muối biển tự nhiên nó đã có khoảng từ 70 cho tới 100 cái muối khoáng trong đó. À, huống chi là cái tảo là cái rong biển này thì nó cũng từ trong cái nước biển mà ra, và nó có khả năng hấp thụ và dung chứa nhiều hơn nữa. Thành ra ngoài cái calcium nó còn có rất nhiều cái chất khoáng và khoáng vi lượng khác. Thì trong ba cái thứ này, cái thứ mà rẻ tiền nhất, cái thứ mà rẻ tiền nhất mà chúng ta thường sử dụng nhiều nhất, tức là cái phổ tai. Cái phổ tai, nhưng mà quý vị nhớ là cái mà chúng ta sử dụng nguyên miếng thì nó bảo đảm hơn là cái mà mình mua nó cắt ra sẵn. Cái mà nó cắt ra sẵn thì có thể là nó pha tạp tùm lum hết, là những cái râu ria, những cái bên ngoài thôi, chứ nó không phải là toàn bộ. Còn mình ở đây thì mình ở Cali thì quý vị có rất là thuận lợi, tức là chúng ta có rất nhiều cái tiệm của Korea. Thì người Triều Tiên người ta sử dụng rong biển rất là nhiều, rất là đa dạng. Thì như vậy chúng ta có cái nguồn này không có thiếu tí nào cả. Còn dĩ nhiên dưới đó thì mình cũng có rất là nhiều thứ, kể cả những cái loại rong biển mà những cái loại thạch chúng ta thường sử dụng đổ thì nó cũng có, hay là tất cả những loại rau củ. Cái sai lầm nhất mà mình bị cái thời đại ngày nay là người ta khuyên mình nên uống sữa. Thì quý vị thấy một cái serving sữa nó chỉ bằng có 1/10 cái serving của cái phổ tai mà thôi, mà trong khi nó lại không gây cái tác dụng phụ, mà nó thêm chất dinh dưỡng cho mình, thêm những cái muối khoáng. Ngược lại cái sữa thì nó gây rất nhiều cái tổn hại cho mình, cái sữa thì nó gây rất nhiều cái tổn hại cho mình, từ bị suyễn, bị dị ứng, bị ngoài da, bị bệnh ung thư vân vân. Thì tất cả đều là từ cái sản phẩm sữa này mà ra. Cái điều thứ hai nữa là cái vấn đề hoạt động và tiếp xúc với ánh nắng. Là tại vì cái calcium này nó chỉ là cái chất liệu để xây dựng thôi, nhưng mà nó còn cái chất liệu để hàn gắn, tức là cái vitamin D, và đặc biệt là cái D3. Thì như vậy cái đó nó không có trong thực phẩm, mà nó chỉ được chuyển hóa trong cơ thể mình, tức là những cái đó nó có sẵn trong cơ thể mình. Đối với một người nào cái thận còn tốt, cái thận còn tốt và khi chúng ta hoạt động và chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ được kích hoạt để nó chuyển thành ra cái hoạt động. Thì như vậy nó mới kết dính hết tất cả những cái calcium này vào trong cái xương của chúng ta. Thành ra nếu như mình cái thận của mình còn tốt mà mình không chịu vận động thì nó cũng sẽ không có chuyển hóa được. Nếu như mình không tiếp xúc ánh nắng mặt trời đủ, nó cũng không có chuyển hóa được. Thành ra đòi hỏi mình phải có cái thận còn tốt, phải hoạt động vận động ít nhất là 30 cho đến 45 phút, và phải tiếp xúc ánh nắng mặt trời cũng vậy, tối thiểu là 30 phút, với tổng diện tích mặt da của mình tiếp xúc với nắng tối thiểu là 20% cái diện tích da của mình tiếp xúc với nắng.
Thì như vậy chúng ta sẽ có đầy đủ cái lượng vitamin D hoạt động để nó kết dính hết tất cả những cái calcium và cái muối khoáng vào trong cái xương của mình. Thành ra ngày nay cái mà chúng ta thiếu, đại đa số cái chúng ta thiếu không phải là thiếu calcium mà chúng ta thiếu sự hoạt động và thiếu sự tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Thì đó là cái mà chúng ta đòi đưa vào. Và chúng ta thường có cái khuynh hướng là đòi đưa vào thôi chứ chúng ta không hiểu được cái đưa ra. Chúng ta không thấy được cái đưa ra hay là cái thất thoát. Mà chính cái đó mới là cái lớn. Thành ra cái phần kế tiếp là chúng ta phải xem cái con đường thất thoát của mình qua cái nào. Cái con đường thất thoát với mình đó, thứ nhất là qua cái chế biến thức ăn cầu kỳ quá. Cái chế biến thức ăn cầu kỳ rắc rối quá. Thì như vậy tất cả những cái calcium nằm trong thực phẩm nó sẽ chuyển ngược trở lại thành ra inorganic. Thì như vậy cơ thể mình nó không hấp thụ được, thì nó sẽ chạy ra bên ngoài, hoặc là nó sẽ thải vào trong các cái chỗ. Tại vì chúng ta biết rằng khi nó đi vào máu, khi nó đi vào máu thì nó sẽ được đưa đến tất cả các nơi trong cơ thể mình. Nếu như nó là organic thì nó sẽ được sử dụng. Nếu như nó là inorganic thì nó sẽ không sử dụng, thì nó thải vào đâu? Nó thải vào trong các cái khớp xương của mình, chứ nó không đi vào trong xương. Thành ra chúng ta bị vôi hóa, bị thoái hóa, bị kẹt ở các khớp. Đó là một phần. Phần thứ hai nữa là nó đi xuống để nó thải ra, nhưng nó không thải hết được thì nó đọng lại ở trong trong thận. Thành ra từ đó nó kết lại, nó thành ra sỏi thận. Đó, thì như vậy cái chế độ ăn của mình nha, cái chế độ ăn của mình mà cầu kỳ rắc rối, phối hợp nhiều quá, nấu chín quá, hay là chúng ta sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn, thì hầu như là cái calcium của chúng ta không còn chất lượng nữa và nó sẽ trở thành cái cặn bã, cái rác. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày nay chúng ta cũng bị thất thoát rất nhiều do chúng ta sử dụng cà phê quá nhiều. Rồi chúng ta đặc biệt là cái giới trẻ sử dụng nước ngọt, các loại nước ngọt. Rồi đại đa số thì chúng ta là bị cao huyết áp, thành ra chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu. Ngay cả những người không cao huyết áp mà muốn giảm cân thì cũng sử dụng những cái thuốc lợi tiểu. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ bị mất rất là nhiều. Rồi chúng ta có cái khuynh hướng lạm dụng chất đạm. Chúng ta có khuynh hướng lạm dụng chất đạm, và nhất là đạm động vật. Chúng ta có cái khuynh hướng là lạm dụng đường, lạm dụng đường và các cái đường hóa học. Rồi chúng ta sử dụng rượu bia khá nhiều đối với nam giới, sử dụng thuốc lá hay là cần sa. Thì đây là những cái mà nó làm cho thất thoát cái lượng calcium trong người mình rất là nhiều. Rồi cái này thì nãy chúng ta nói rồi, tức là chúng ta thiếu vận động. Chứ còn vận động quá nhiều thì rất ít, chỉ trừ trường hợp những người vận động viên thôi. Còn đại đa số của chúng ta là chúng ta thiếu vận động, thiếu hoạt động. Và một cái nữa là chúng ta cũng lạm dụng cái chất mặn. Nhưng mà chất mặn thì chúng ta không lạm dụng nhiều bằng chất ngọt. Đó. Hay là chúng ta sử dụng cái sự phối hợp của các cái loại thực phẩm này không đúng cách. Tất cả những cái loại thực phẩm trong cái dòng họ của cà chua, cà pháo, cà tím, khoai tây, ớt bị, vân vân, tất cả những cái này nó sẽ làm thất thoát cái lượng calcium của chúng ta rất nhiều, hay là nó sẽ gây kết tủa rất là nhiều. Thành ra nó cũng là cái nguyên nhân gây nên cái sạn thận, hay là những cái vôi hóa trong các cái đốt sống, trong các cái xương khớp của chúng ta. Thành ra cái mà chúng ta đưa vào thì thật ra không có thiếu, nhưng mà do cái không sử dụng được và do cái đào thải, cái thất thoát nó quá nhiều. Đó, thì đó là lý do tại sao mà chúng ta bị ở trong thì thiếu, ở ngoài thì dư.
chúng ta cũng phải điều chỉnh lại cho cái sự cân bằng. Câu thứ ba, con bị lột cô mà và rỗng xương trong lúc thanh lọc 7 ngày, con có nên uống thuốc không? Và thiếu cả vitamin D. Thì cái như chúng phải thưa với đại chúng á, tức là cái tất cả những cái này nó không phải là bệnh cấp thời nha. Rằng cái cao sung chúng ta trong cái giai đoạn mình thanh lọc, mình bổ sung khá nhiều các cái muối khoáng đó. Chúng ta bổ sung đặc biệt là ngày mai trở đi thì trong tất cả các loại rau củ chúng ta sử dụng tươi thì nó có rất nhiều loại muối khoáng mới, và là chúng ta bổ sung khá nhiều rồi, chúng ta không có cần phải uống thêm ở ngoài. Còn cái vitamin D thì cũng vậy. Cái vitamin D nếu như chúng ta cái thận còn tốt và mình vận động, mình để lại và mình đi thiền hành tiếp xúc với nắng thì đó là cái cách mà để chúng ta bổ sung vitamin D tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta bổ sung vitamin D bên ngoài thì vitamin D bên ngoài cái thường cái dạng mà hấp thụ tốt nhất, hàm lượng cao nhất là vitamin D phải là ở cái dạng dầu nước, tức là dạng loãng ha, hay là cái dạng viên giống như viên dầu cá. Thì cái đó chúng ta không cần phải sử dụng hàng ngày, chúng ta có thể sử dụng hàng tuần hay hàng tháng. Và khi chúng ta sử dụng cái đó, nếu mà muốn cho nó hấp thụ tốt thì chúng ta phải có cái chế độ ăn là có nhiều chất béo, tức là có nhiều dầu. Nhưng mà trong cái giai đoạn thanh lọc này thì chúng ta không có đưa vào cái chất dầu, đặc biệt là trong 3 ngày đầu tiên. Thì cái đó chúng ta sẽ giải thích ngày mai lý do tại sao trong những ngày đầu tiên chúng ta không đưa vào chất bột, chất đạm và chất béo. Thành ra chúng ta cũng không cần bổ sung cái đó trong cái giai đoạn này. Câu thứ tư, bị ung thư gan có thanh lọc được không? Không những nên mà còn phải nên nhiều lần nha. Nên nhiều lần thì đây chúng ta có những bệnh nhân ở đây nha. Thì cái này là trong những ngày mai trở đi thì chúng tôi sẽ có chia ra những cái thời gian để cho những bệnh nhân cũ chia sẻ với những người mới, để chúng ta có thêm cái kinh nghiệm và chúng ta có thêm cái sự động viên. Thì như quý vị biết rằng không riêng gì cái bệnh ung thư gan, tất cả các bệnh ung thư tất cả các bệnh ung thư là cái sự kết tổ lại, hay là nó là cái giai đoạn cuối, nó là cái giai đoạn cuối của quá trình ngưng động, kết tổ, bế tắc. Thành ra nó đi đến cái giai đoạn là cứng, là chai, là thô, là kẹt, là tắc nghẽn. Thành ra cái phương pháp thanh lọc của mình căn bản là gì? Giải tỏa sự bế tắc là trước hết. Thứ hai là đẩy hết tất cả những cái chất độc, những cái cặn bã ra ngoài là thứ hai. Cái thứ ba là điều chỉnh lại cái sự rối loạn. Và thứ tư là làm cho nó cân bằng. Thành ra không riêng gì cái bệnh ung thư gan, mà tất cả các bệnh ung thư, đó là cái nặng nhất, cho tới tất cả những cái bệnh nan y, thì cái phương pháp này là cái phương pháp căn bản. Và dĩ nhiên cái gan mật là cái mà sẽ được ưu tiên khá nhiều. Cái gan mật là cái sẽ được ưu tiên khá nhiều, không riêng gì trong cái thời thanh lọc này, và sau này khi chúng ta ứng dụng cũng vậy, đi vào trong cái đời sống hàng ngày thì một lần nữa chúng tôi sẽ phải nhắc lại cái này. Chúng tôi sẽ phải nhắc lại cái này rất là nhiều lần và chúng ta sẽ phải đi vào sâu. Bởi vì chúng ta đã có cái tri giác sai lầm và ngày nay chúng ta vi phạm cái này rất lớn. Quý vị biết rằng ngay cả như Đức Phật là một người có cái khả năng kéo dài cái tuổi thọ tới vô lượng, là một bậc thánh có khả năng kéo dài đời sống đến khi nào Ngài muốn. Nhưng mà Ngài còn phải tuân thủ cái quy luật của vũ trụ. Cả một ngày 24 tiếng đồng hồ thì trong vòng 12 giờ của giờ dương là đi thiền hành, đi khất thực, đi giáo hóa chúng sanh tu tập. Nhưng mà 12 giờ của ban đêm thì Ngài còn phải sắp xếp cách rất là cân đối. Tức là
canh 1 và canh 3 là hai giai đoạn để chuẩn bị. Canh 1 là giai đoạn bắt đầu chuyển từ động sang tình. Tức là chúng ta thấy cái giờ này là giờ chuyển từ động sang tình, tức là bắt đầu không đi ra ngoài nữa, bắt đầu giới hạn cái sự di chuyển. Tức là từ cái sự giới hạn di chuyển về thân, xong rồi bắt đầu hạn chế cái khẩu, và đến cuối cùng là tịnh cái ý. Tức là đi vào cái thiền tập, đi vào cái tịnh tâm, để chuẩn bị cho cái giai đoạn là canh 2 là tuyệt đối vắng bật hết ba cái hoạt động đó. Xong rồi bắt đầu qua canh 3 là bắt đầu thức dậy, thiền tập, quán sát, kinh hành để chuẩn bị cho một cái ngày mới. Thành ra canh 1 là nó đang đi xuống dần, canh 3 là cái nó đang đi lên dần. Duy nhất cái canh 2 này là tuyệt đối vắng bặt, thân không di chuyển, khẩu không mở và tâm hoàn toàn tịnh. Thì ngay cả một vị Phật, một vị thánh có khả năng duy trì tuổi thọ đến bất cứ lúc nào ngài muốn mà còn phải tuân thủ cái quy luật đó, huống chi mình. Thành ra ngày nay mình sinh hoạt rất là sai lầm, thậm chí có những người tu nói lại cái giờ này tụng kinh niệm Phật hoàn toàn không đúng chánh pháp tí nào cả. Đức Phật dạy rất rõ, cái canh hai là canh không làm gì. Thành ra khi mà mình tu tập vào cái giờ này hoàn toàn sai lầm, chỉ có duy nhất mình có thể làm được, tức là tĩnh tâm, thiền tập thôi. Thì như vậy cái trạng thái tĩnh tâm vắng bặt, cái sự suy nghĩ của mình không còn động não, không còn động tâm nữa, và cái thân mình lúc đó yên, cái khẩu mình lúc đó yên, thì cái tâm mình nó tĩnh lặng cái mức độ đó, thì nó giống như là mình đi vào giấc ngủ, nhưng mà giấc ngủ trong sự tỉnh thức. Còn bây giờ mình tụng niệm, nghe văn giảng, mình nghĩ là mình tu, nhưng mà mình tu hoàn toàn sai lầm, thành ra mình sẽ chả có được cái hiệu quả gì hết cả. Đó, chứ đó là đi vào tu tập không đúng pháp, còn đã gây cái sự tổn hại. Huống chi là bây giờ mình ăn, mình uống, mình xem phim, mình động tâm thì càng sai hơn nữa. Và quý vị thấy cái giờ này là giờ gì? Giờ của gan và mật, cực kỳ quan trọng. Tại sao như vậy thì chúng ta sẽ được học sâu hơn trong những ngày sắp tới. Đó. Thành ra đối với cái bệnh ung thư gan nói riêng và tất cả những bệnh ung thư